Bạn đang nghe Hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình, được thực hiện bởi ban biên tập website vietsu.org. Người đọc Đặng Chí Hùng. Xin kính chào quý khán thính giả, mời khán thính giả tiếp tục nghe chương số 52 của quyển 2 Hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình. Chương 51 chúng ta đã biết là tác giả Đặng Chí Bình đã bị đẩy vào Castro sau khi mà vượt ngục không thành công và một thời gian nằm ở bệnh xá. Chương 52 sẽ nói tiếp câu chuyện như thế nào. Chương 52 có cái tựa đề đó là Cái chết của một người tù linh mục. Lúc này trời đã lành lạnh, một vài nơi heo may đã lò dò về sớm, không có quần áo thay. Dù vậy tôi vẫn cởi bộ quần áo ra vò mạnh cho đỡ tanh và thối. Cúi vào vòi nước tôi xoa cào mấy cái cho bong ít vẩy ghét. Cả cái bắp đùi của tôi bây giờ chỉ vừa một cái chít tay với ba đốt ngón tay. Hai cái xương phía ngoài đầu gối trông như hai con đầu gối bọ ngựa, ngọ nguậy ngúc ngắc. Lúc tôi đứng lên ngồi xuống, tôi gãi hai cái mông đít, chỉ thấy cái đầu xương nhọn hoắt. Bao nhiêu công việc tôi phải làm vội vàng vì chỉ có 15 phút, nhưng có lẽ tiên kế đã thấy tôi nỗ lực với cuộc sống cho nên đã để cho tôi 20 phút. Đây là tôi ước định thời gian. Sau khi tôi dùng tay và ăn và húp hết bát canh, còn nắm cơm tôi mang vào cho họ cùm xong mới ăn. Vì hết giờ rồi, cùm xích xong và khi cửa buồng sập xuống, những bước chân đi dần vào phía bên trong. Tôi cũng cố gắng lẳng lặng nghe qua những âm thanh có thể phán đoán chút gì về phía người bên trong được không. Có tiếng mở khóa và kéo cửa lên, nhưng đợi mãi không nghe tiếng chân đã ra ngoài đổ bô và rửa giấy. Im lìm một lúc, tôi nghe tiếng sập cửa và khóa, những tiếng bước chân sền sệt nhỏ lên phía castle. Đã quá nhiều lần tôi gọi buồng phía bên trong rồi, nhưng không hiểu sao người ấy không lên tiếng trả lời. Hôm nay tôi cũng chả muốn gọi nữa. Tôi thấy lạnh run lên, vì dù tôi đã cố gắng sức vắt khô quần áo nhưng tôi vẫn run. Thật chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, lần sau thà chịu bẩn chịu cứt đái chứ chả dám giặt nữa. Phải ăn cơm ngay, có chút calorie chống lạnh, tôi run lắm rồi. Trong ánh sáng mờ mờ của căn hầm, tôi bẻ nắm cơm ra, mũi tôi thoáng ngửi một mùi đặc biệt, làm cho nước miếng của tôi rào rào chảy ra đầy mồm. Tôi nhìn ở giữa nắm cơm một màu nâu nâu đen đen trắng trắng, thì ra là một miếng thịt heo vuông, mỗi bề độ 3 phân, dày độ 5 ly. Ôi chao, sao tôi lại có cái nhiễm phúc thần tiên như thế này? Tôi đã biết ở trong hỏa lò thịt làm cả một vấn đề. Một năm cũng chỉ có 3-4 bữa là cùng, mỗi bữa chỉ được 2 miếng con bằng 2 đốt ngón tay. Hỏa lò là trại giam của thủ đô Hà Nội, bộ mặt cả nước, nhiều khách quốc tế và các vị lãnh đạo tối cao của xã hội chủ nghĩa tới lui mới được hưởng cái đặc ân đó. Hôm nay là ngày gì đâu mà hỏa lò có thịt. Vậy đây chỉ là của cán bộ và do tài ba nhập nhằng thế nào đấy anh tù hình sự để gọi một chút, gọi là giúp đỡ ban thưởng cho một người họ có thiện cảm. Tôi hơi lặng người đi vì xúc động trước một việc làm cao cả của một người có tâm hồn lấy nghĩa khí để xử thế, đôi khi tiền cũng không mua được. Thực vậy, nếu vì lý do nào đó bị phát giác, không những mất nồi cơm, nghĩa là mất chân béo bở ở nhà bếp mà phải trở về buồng giam để tiếp tục những ngày nói triền miên trong tù, hồ sơ còn bị vê ghét xấu, sau khi đi trại nào cũng khó lòng có cơ hội nhận lãnh những cái chân béo bở nữa. Ngoài ra, có khi còn bị kỷ luật, bị cùm ở trong trại chung. Phải nói, đây là một việc làm tôi nhớ suốt đời, không quên. Chỉ vì có miếng thịt, dù tôi chưa ăn, chỉ có mới ăn cơm, tôi đã quên bẵng đi mọi việc chung quanh. Người hết lạnh lúc nào, ngừng run lúc nào, tôi cũng không hay. Ngay bộ quần áo cũng đã khô ráo rồi. Bây giờ tôi nằm xuống cầm miếng thịt hà hít cho nó sướng khái đã. Rồi tôi bắt đầu nhẹ cắn một miếng. Tôi đảm bảo là tất cả những cái tế bào trong cơ thể của tôi đều như bứng bật dậy, cùng nhún nhảy đong đưa để đón nhận hương vị của miếng thịt. Tôi vừa nhai vừa nghe róc rách của những dòng nước thơm thơm ngày ngậy từ từ chảy vào ngấm con tỳ con vị của mình. Đầu óc tôi cứ lâng lâng miên man. Bà bâng khuâng, tôi xin cảm tạ đấng tạo hóa, tại sao con người lại có lòng ưu ái đối với thế nhân đến như vậy. Ngài đã ban cho con người một thứ vưu vật tuyệt vời mà không ai cũng hưởng hết cái giá trị của nó. Những ngày hôm sau tôi nhìn nắm cơm, tuy trông bề ngoài cũng như mọi khi, nhưng khi bẻ ăn thấy rắn chắc khác thường. Phải nói là lượng cơm gần như gấp rưỡi, nhưng được nắm lại chặt chặt để mà trông vẫn như thường. Cũng vì vậy cơ thể tôi có thêm sức chịu đựng. Trước đây tôi chỉ mừng là vì có được người tù thông cảm với hoàn cảnh của mình nên đã tận tình giúp đỡ. Nhưng một đêm tôi chợt nhận thấy ý nghĩa của vấn đề còn to lớn hơn. Ở đây người giúp đỡ tôi, anh ấy có nói, có nhiều người khác biết. Vậy đây là quần chúng, không bị tuyên truyền, không bị lừa lọc và bịp bợm. Bằng thực tiễn và thời gian, quần chúng đã tự hiểu và tự nguyện giúp đỡ một người bị quận cường quyền hành hạ. Như thế việc tôi làm, đường tôi đi ngày càng được sự thương yêu đùm bọc của quần chúng. Điều đó là một cái khiếu cánh quyết định của tôi, giúp tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ trên con đường đi tới sau này.
Dần dần tôi cũng càng ít nghe những cái tiếng giọt dẹt của xích sắt phía bên trong hơn, cả những cái tiếng rên và tiếng rầm rì như tiếng tụng kinh cũng đã quen thuộc lâu ngày. Đến ngày thứ bảy tuần đó, sau khi nhận được cơm nước, tôi đã quen lệ như mọi lần, chờ nghe điệp khúc của điệu nhạc cho tủ ăn trỗi lên. Tôi chỉ nghe tiếng khúc kéo cửa lên rồi ngừng bặt ngắt quãng, thay vào đó là tiếng bước chân hấp tấp của anh tù hình sự trở đi ra. Qua khỏi buồng của tôi, một giọng nói to và lẫn trong tiếng thở hổn hển: "Báo cáo cán bộ, buồng phía trong đã chết từ bao giờ rồi?" Tiếng bước chân dồn dập đi vào phía trong, một lúc rồi tiếng sền sệt chạy trở ra và nhỏ dần về phía castle. Qua sự suy đoán của tôi, anh tù hình sự vẫn còn đang đứng đợi chờ trên bậc cửa hầm. Đây là trường hợp hy hữu bất ngờ tôi đã cố chủ định từ mấy hôm nay. Vì vậy, gặp dịp không thể bỏ lỡ, tôi vừa ho lên một tiếng rồi kêu bâng quơ: "Đau bụng quá, trời ơi!" Tiếng bước chân đi nhanh xuống, giọng nhỏ nhẹ: "Anh làm sao đấy?" Chủ động ý của tôi là cố tìm cách để biết tên anh tù hình sự và về người buồng ở phía trong. Vì vậy tôi hỏi ngay giọng thì thào: "Tôi mong muốn được biết tên bạn." "Em tên Minh, còn anh?" "Đặng Chí Bình, người vừa chết ở phía trong, Minh có biết là ai không?" "Ông ấy là Linh Mục." Tôi thoáng giật mình hỏi gấp: "Tên gì?" "Em không biết." "Linh Mục có điếc hay câm không?" "Không câm, không điếc, nhưng không nói với ai từ ngày bị bắt nên họ mới cho vào castle." "Lâu chưa?" Giữa lúc đó có tiếng người xa xa, anh Minh lẹ chân nhảy lên phía trên bậc hầm. 4-5 người đi qua chuồng của tôi, tiếng rút cùm rồi tiếng mở khóa xích sắt rùng rẻng. Lịch kịch một lúc rồi những tiếng bước chân nặng trịch phải khênh kéo một người ngang qua chuồng tôi. Mùi thịt người chết lâu ngày nồng nặc, mùi đó quạt vào mũi lơi làm tôi nhớ lại cảnh của quá khứ ở nghĩa đội Đô Thành, Sài Gòn ngày 13-14 tháng 11 năm 60, ngày binh biến 11 tháng 11 năm 60 của miền Nam. Hôm đó tôi sẽ dòng người vào nhà xác của nghĩa đội Đô Thành để về thỏa mọi tính tò mò, vừa để biết đâu lại chả có người quen mình biết để về báo cho gia đình họ hay. Bao nhiêu dãy xác chết, có những cái xác phình to tướng như xác người ngoại quốc, cái loại ruột, cái mất đầu, có cái chỉ còn chiếc cẳng chân dính tòng teng một cục thịt lầy nhầy mấy đoạn ruột, đặc biệt một mùi khăn khẳng tanh tanh ngai ngái từ những chỗ thịt đã hôi thối nồng nặc bao trùm cả một vùng chung quanh. Người nào vào cũng lấy một chiếc khăn bịt mũi, vậy mà vẫn vang lên đây đó tiếng nôn ngoẹ lẫn tiếng gào, tiếng khóc của thân nhân. Khi đã nhìn thấy xác của người nhà, thậm chí tôi đã rời khai nghĩa địa hàng cây số, thế mà vẫn còn ngửi thấy cái mùi đặc biệt đó. Rồi hôm nay mũi tôi lại ngửi thấy mùi thịt người chết lâu ngày, khiến tôi nhớ đến những ngày cảnh đời trong một thời gian khác, ở một không gian khác, ở một tổ quốc Việt Nam nhiều nghiệt ngã cay đắng, đó là miền Nam thân yêu mãi xa tít vời vợi. Nghe âm thanh thì tôi hiểu chúng đã khiêng người chết lên trên cửa rồi. Cửa các sâu đã đóng mà mùi sao su uế của tử khí vẫn còn nồng nọc căn hầm. Chừng nửa giờ sau, cửa các sâu lại mở ra. Nghe tiếng bước chân, tôi biết có hai người đi xuống rồi một người đi trở lên. Một lúc tôi nghe tiếng quét dọn rồi tiếng phì phì nôn mẹ, tôi hiểu đó là của anh nhà bếp hình sự. Tiếng mở vòi nước chảy ồ ồ, tiếng xối nước ào ào. Đột nhiên giọng anh Minh nói như thầm thì: "Mọi khi họ để vào nhà xác đêm mới đang đi chôn, hôm nay phải đem đi ngay rồi vì thối quá." "Chết từ bao giờ mà mùi kinh thế?" "Mới đêm qua, nhưng vì cái chân của ông ta bị lở loét thối có bọ nửa tháng nay rồi. Hàng ngày dòi bò lổm ngổm ra cả bên nền này." Thảo nào cái mũi tôi đã không lầm khi ngửi thấy mùi thịt chết từ nhiều ngày. Thế anh nói có vẻ tự nhiên nhưng không có cán bộ. Dù vậy tôi vẫn chưa yên nên hỏi: "Cán bộ đâu?" "Không chịu nổi thôi thối, ông ta trèo lên cửa cát sau rồi." "Minh họ gì?" Lê Hoàng Minh." "Ông Linh Mục bị bắt từ bao giờ?" "Em không rõ, chỉ biết là cát sâu này 2 tháng. "Ông ta chừng bao nhiêu tuổi?" "Khoảng 40-50, ông ấy bị chết vì cái chân gần đứt rời ra ở trong cồm, trông thấy cái ống chân sướng trắng héo, rất nhiều dòi bọ." Đột nhiên một giọng miền Nam quát lên từ phía cửa castle: "Xong chưa? Làm gì lâu thế?" Tiếng anh Minh vội vàng: "Báo cáo, xong ngay đây ạ." Vừa báo cáo, anh vừa hấp tấp đi lên. Cửa castle đã đóng rồi, lòng tôi vẫn còn chơi vơi với vị linh mục nào đó. Tại sao người không nói chuyện với tôi? Nếu biết trước người là linh mục, tôi đã có cách nói chuyện với người. Biết đâu, biết rõ về người, may ra cổ vũ tinh thần cho người, người đã chưa chết. Tôi hiểu có những nhân vật lỗi lạc về khía cạnh của cuộc đời, nhưng khi gặp thế cùng lại quên đi những cái điều sơ đẳng nhất. Đêm hôm đó tôi tự dưng thấy giận người mấy lần. Vì dưới nhà mồ bây giờ chỉ còn mình tôi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng lịch kịch phía bên trong, tôi cũng nổi gai ốc lên, nhất là mùi khăn khẳng vẫn chưa tan hết dưới hầm. Nhưng tôi chợt thấy một ý nghĩ dấy lên trong đầu làm tôi yên lòng, bớt thấp thỏm vì khi nghe những âm thanh lạ đó giữa đêm trường, dứt khoát chẳng cái quái gì là ma cả. Bởi vì rất dễ hiểu nếu có ma thực, những lũ cộng sản đã bị bóp chết hết rồi, còn đâu. Biết bao nhiêu chiến sĩ quốc gia, bao nhiêu những người đồng bào vô tội chết trong cả cái ruộng đất, trong các nhà tù hiện nay, bị lũ cộng sản tàn sát giết hại, lòng căm hờn dâng cao như núi. Nếu chết ra đi thành ma, lũ cộng sản sao còn. Cũng như bao nhiêu kẻ ác trên đời này làm sao yên hưởng xa hoa trên đống xương máu người khác.
Từ những suy nghĩ như vậy, tôi không cảm thấy cơn giận nổi da gà khi nghe những tiếng sọc sạch ở phía trong. Lúc nửa đêm khuya nữa, chắc đấy chỉ là một con chuột nào đó đi kiếm ăn đêm. Thưa với quý khán thính giả, chương số 52 của Hồi ký Thép Đen đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.